Để tạo thành một sản phẩm chả lụa hai lúa hoàn chỉnh, các nguyên liệu cần phải trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên, nguyên liệu được kiểm tra kỹ, sơ chế và làm sạch trước khi đem đi xay. Sau đó, phần thịt và mỡ xay được trộn với các loại gia vị quen thuộc như đường, nước mắm, muối theo công thức riêng nhưng vẫn đảm bảo giữ được hương vị truyền thống. Khác với các loại chả lụa quen thuộc từ trước đến nay, với cây chả tròn, chả lụa hai lúa được tạo hình khá khác biệt khi sản phẩm được đóng khuôn, định hình theo khối vuông vức có trọng lượng 500g. Sau khi hấp chín, sản phẩm được chuyển qua dây chuyền rút chân không, đóng bao và dán tem thành phần. Sản phẩm mình thì nó thứ nhất là mang tính truyền thống, mình có 4 loại chả: chả lụa, chả chiên, giò thủ, chả quế và chả bì. Đấy. Thì khi mà chả mình thì có đặc trưng hơn những cái chả khác như thế này là mình không sử dụng bột, không sử dụng hàng the, không sử dụng như chất bảo quản. Mình chỉ sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên, mình làm trực tiếp. Dù được chọn sản xuất công nghiệp để tăng sản lượng, nhưng chả lụa của hai lúa luôn tuân thủ các phương pháp gia truyền nhằm bảo toàn hương và vị truyền thống. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm như không sử dụng hàng the, đảm bảo an toàn sức khỏe của người dùng. Khách khi họ ăn vào họ sẽ có cảm giác như là ngọt thanh hơn. Thì khi Văn làm là Văn dựa trên nguyên liệu là hầu như là hoàn toàn là tự nhiên. Chỉ sử dụng những cái phụ gia thực phẩm cho phép của nhà nước. Mỗi ngày, thương hiệu Hai Lúa đang đưa ra thị trường khoảng 1 tấn các loại chả lụa, chả chiên và giò thủ. Nhờ được hút chân không, sản phẩm có hạn sử dụng lên đến 40 ngày. Hiện quý khán giả có thể tìm mua chả chiên và giò thủ tại hệ thống siêu thị Co.opmart trên cả nước với giá bán lẻ khoảng từ 99.000 đồng cho mỗi sản phẩm 500g tùy loại. Bên cạnh đó, Hai Lúa cũng có chính sách ưu đãi khuyến mại giảm giá và giao hàng tận nơi cho đơn hàng thường xuyên kênh Hordega.